Tại buổi ra mắt MV mới đây, tay Trần đã có những chia sẻ khi nhận được câu hỏi liên quan đến công ty cũ về mối quan hệ với Sơn Tùng MTP. Tay Trần cho biết nam ca sĩ có nhắn tin mời chủ tịch cũ đến dự buổi họp báo ra mắt MV nhưng giọng ca Thái Bình chỉ đọc mà không thấy trả lời. Thực ra thì trong cái buổi showcase này em cũng đã có mời bạn ấy, nhưng mà hình như là bạn ấy bận quá nên chỉ xin thôi chưa trả lời. Nhưng mà em nghĩ là nơi phương xa ấy thì bạn ấy cũng sẽ cổ vũ và ủng hộ cho em thôi. Đó là em nghĩ là mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tại vì đôi khi bạn ấy cũng quá nhiều việc nên là sẽ không đến được. Bọn em vẫn giữ tinh thần là tôn trọng và ủng hộ cho nhau. Em cảm ơn chị. Nói về lý do gia nhập công ty của Sơn Tùng rồi lại chuyển hướng sang hoạt động độc lập, Cây Trần cho biết đó là lúc anh muốn tìm kiếm con đường và kế hoạch mới để tự đi bằng đôi chân của mình. Lý do tại sao Cây lại gia nhập công ty, sau đó thì lại ra solo, rồi thì không biết như thế nào. Thì bản thân Cây thực sự thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người, thì cũng như là anh em thân thuộc của Cây thì ai cũng biết Cây xuất thân từ dân lao động, cũng như là bình dân nhất, cũng như là chân tay làm việc chân tay nhất, nên là mình cũng chả có gì cả ngoài cái việc mình cố gắng, nên là Cây rất là ham học hỏi. Cái nào mà tốt cho nghề của mình, cái nào mà tốt cho cái sự trưởng thành của mình, cái nào tốt cho cuộc sống của mình cho nó tốt hơn, trưởng thành hơn hay là mình tử tế hơn thì Cây đều học hết. Nên chính là lý do vì sao mà khi mà công ty cũ mời Cây đến thì Cây đã đồng ý để đến mình học. Mình học cái sự giàu kinh nghiệm của người ta, mình học được cái sự kỹ năng của người ta, kinh nghiệm của người ta. Tại vì mọi người cũng biết là bạn ấy rất là giỏi và mình rất là khâm phục bạn ấy. Nên đó cũng chính là lý do em vào công ty, em nhận lời mời vào công ty. Và sau đó em cũng rời công ty đi, bởi vì em nghĩ là thời gian nó đã đủ rồi. Thì đến lúc mình có một cái con đường mới, kế hoạch mới để mình có thể tự phát triển đi bằng đôi chân của mình. Và đó cũng chính là lý do mà công ty 777 được thành lập. Và cảm ơn các anh em đã trong ekip của công ty 777 đã cùng Cây tổ chức showcase cũng như là những dự án tốt nhất để dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người.